Ngày xưa, có một nhà sư sống trong một ngôi làng nhỏ. Ông rất nổi tiếng trong làng và tất cả những người dân làng lân cận. Bởi vì bất cứ khi nào có hạn hán, người dân trong làng thường đến gặp ông và yêu cầu ông nhảy múa. Và bất cứ khi nào ông ấy nhảy, trời sẽ mưa. Vì vậy, bất cứ khi nào người dân làng cần mưa, họ sẽ đến gặp nhà sư và chắc chắn sẽ có mưa. Một ngày nọ, một vài người bạn từ thành phố xa xôi đến thăm làng. Khi họ biết rằng có một nhà sư có thể làm cho mưa rơi bằng cách nhảy múa, họ không tin điều đó. Vì họ đến từ một thành phố đô thị lớn và học tập trong một ngôi trường hiện đại. Do đó, họ không thể tin. Họ nghĩ rằng sẽ là một ý kiến hay khi gặp nhà sư đó và xem liệu nhà sư có thực sự có thể làm cho mưa rơi hay không. Hay đó chỉ là tin đồn. Tất cả bạn bè đã đến nhà và chào hỏi nhà sư. Họ hỏi, thưa nhà sư, hôm nay trời có mưa hay không? Nhà sư suy nghĩ một lát rồi nói, à, chắc chắn, nó sẽ mưa ngày hôm nay. Một người bạn hỏi, làm sao ngài có thể biết hôm nay sẽ có mưa? Khi mà hôm nay không có mây trên trời và nó hoàn toàn trong xanh. Nhà sư trả lời, nếu bạn nhảy với niềm tin, mưa chắc chắn sẽ đến. Tất cả bạn bè đều cười nhạo nhà sư và nói, làm thế nào chúng ta có thể làm cho mưa rơi bằng cách nhảy? Chúng tôi nghĩ rằng không thể mưa do ai đó nhảy múa. Nhưng họ muốn kiểm tra nó. Do đó, họ đã đồng ý thử thách nhà sư. Vì vậy, các chàng trai quyết định nhảy trước một lần. Người bạn đầu tiên nhảy trong nửa giờ, nhưng trời không mưa. Sau đó, người bạn thứ hai nhảy trong một giờ, nhưng một lần nữa, trời vẫn không mưa. Sau đó, người bạn thứ ba, thứ tư và thứ năm nhảy lần lượt, nhưng không có mưa. Thậm chí không có bất kỳ dấu hiệu của một đám mây nào cả. Bây giờ, đến lượt của nhà sư và ông ấy bắt đầu nhảy. Một giờ trôi qua, khi đang nhảy, sau đó là hai, rồi ba, rồi bốn giờ trôi qua. Nhưng nhà sư vẫn không dừng lại. Ông ấy đang nhảy say mê. Có một loại đam mê khác trên khuôn mặt của ông ấy và ông ấy đang nhảy với đầy niềm vui. Các chàng trai đang nhìn nhà sư với vẻ kinh ngạc. Họ nhìn lên trời hết lần này đến lần khác nhưng không có dấu hiệu mưa. Và nhà sư vẫn đang nhảy không mệt mỏi, từ sáng cho đến gần tối. Đột nhiên những đám mây bắt đầu hình thành trên bầu trời. Sấm sét bắt đầu ẩn hiện và ngay sau đó trời đã mưa rất to. Nhà sư vẫn đang nhảy và bị ướt sũng trong mưa. Tất cả bạn bè đều kinh ngạc khi thấy điều này. Và họ có nước mắt sung sướng trong mắt. Họ sụp xuống trước nhà sư và xin lỗi ông. Sau đó họ hỏi nhà sư, thưa ngài, xin vui lòng cho chúng tôi biết tại sao trời không mưa khi chúng tôi nhảy và tại sao trời mưa khi ngài nhảy. Điều gì khác biệt giữa điệu nhảy của chúng tôi và điệu nhảy của ngài? Nhà sư mỉm cười và nói, bạn của tôi, khi tôi nhảy, tôi giữ hai điều trong tâm trí. Điều đầu tiên là tôi luôn tin rằng nếu tôi nhảy, mưa sẽ phải đến. Và điều thứ hai là tôi luôn quyết định rằng tôi sẽ nhảy cho đến khi trời mưa. Sau khi nghe những lời này từ nhà sư, các sinh viên đã hiểu rằng, để thành công, bạn phải tiếp tục cố gắng cho đến khi bạn đạt được kết quả. Nếu chúng ta nhìn vào cuộc sống của mình, chúng ta sẽ thấy rằng để thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào, bạn cần hai thứ. Một là tin tưởng vào bản thân và một là sự quyết tâm. Hai phẩm chất này đều có ở tất cả những người đạt được thành công trong cuộc sống của họ. Người thành công luôn tự tin vào những gì họ làm và họ tiếp tục cố gắng cho đến khi họ thành công. Vì vậy nếu muốn đạt được thành công trong cuộc sống thì bạn cần phải có niềm tin vào bản thân, sự quyết tâm và kiên trì như nhà sư đó và tiếp tục cố gắng cho đến khi bạn đạt được thành công. Điều này có nghĩa là nếu bạn muốn đạt được thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào, bạn cần phải tin tưởng vào khả năng của mình và không bao giờ bỏ cuộc. Bạn cũng cần phải kiên trì và không ngừng cố gắng cho đến khi đạt được mục tiêu của mình. Câu chuyện số 2, bài học của Đức Phật về sự kiên trì. Ngày xưa, khi Đức Phật còn tu hành để đạt được giác ngộ, ngài đã phải trải qua nhiều khó khăn. Có một ngày, ngài đã thực sự thất vọng. Sau khi đã thực hành khổ hạnh và đau đớn trong một thời gian dài, khiến cơ thể bị đau đớn, đói và khát, nhưng cho đến lúc đó, ngài vẫn chưa thấy khả năng đạt được mục tiêu của mình. Ngài trở nên thất vọng và không thể tin vào bản thân mình rằng liệu có thể thành công hay không. Chán nản đến nỗi nghĩ đến việc từ bỏ. Trong suy nghĩ tăm tối và tuyệt vọng đó, ngài bị khát nước.
Vì vậy, ngài đi đến một hồ nước gần đó để giải cơn khát. Ngồi trên bờ hồ, ngâm chân trong nước mát, ngài nghe thấy một âm thanh như tiếng nước lặp lại sau một thời gian. Tìm nguồn gốc của âm thanh, ngài nhìn thấy một con sóc đang lặn xuống hồ, sau đó ngoi lên và lắc mình để văng vài giọt nước bám trên người. Bằng trực giác của mình, ngài hiểu ra rằng hai con sóc con của nó đã chết đuối trong hồ. Và con sóc mẹ đang cố gắng hút hết nước trong hồ bằng cách nhúng một vài giọt nước bám trên người và lắc chúng ra để rơi xuống đất. Nó đang cố gắng làm cạn kiệt cả hồ để có thể hy vọng tìm lại được hai con của mình. Nó tiếp tục làm điều này lặp đi lặp lại trong 4 giờ. Đó là một cảnh tượng cảm động hiện lên trong tâm trí của Đức Phật. Ngài đã rất cảm động và được truyền cảm hứng bởi sự kiên trì của con sóc để giải cứu những con còn đã chết đuối của nó. Mặc dù nỗ lực của nó chắc chắn sẽ thất bại vì việc hút hết nước của hồ bằng cách lấy một vài giọt là vô ích, nhưng sự kiên trì của nó đã lay động Đức Phật. Ngài nhận ra rằng trong khi một sinh vật nhỏ bé lại có ý chí cố gắng như vậy, thì tại sao ngài lại bỏ cuộc? Sự việc này đã trở thành nguồn cảm hứng cho Đức Phật, và ngài quyết định kiên trì trong cuộc tìm kiếm của mình về chân lý và giác ngộ. Và một lần nữa, ngài ngồi thiền sâu dưới gốc cây dâm mát bên cạnh hồ với niềm tin tuyệt đối trong tim. Và lần này, thậm chí còn với nhiều sự cống hiến hơn, và người ta nói rằng sau sự việc tình cờ này, Đức Phật Thích Ca đã đạt được mục tiêu cuối cùng của mình, đó là giác ngộ. Nếu nhìn vào cuộc sống của mình, chúng ta sẽ thấy rằng có những lúc mục tiêu của chúng ta bắt đầu trông quá xa vời và chúng ta thất vọng, mất niềm tin vào bản thân mình. Càng cố gắng đi đến mục tiêu, nó càng có vẻ xa vời. Trong những lúc như vậy, chúng ta nên nhớ câu chuyện này và cố gắng học một bài học từ câu chuyện này. Mục tiêu lớn có thể đạt được bằng những nỗ lực không mệt mỏi và kiên trì. Khi bạn di chuyển về phía bất kỳ mục tiêu nào, hãy luôn di chuyển với sự quyết tâm và không bao giờ để ý nghĩ thất bại xuất hiện trong tâm trí bạn, bởi vì tin tưởng vào bạn là bí mật đầu tiên của thành công. Đừng bao giờ bỏ cuộc trong bất kỳ nhiệm vụ nào chỉ bởi bạn cảm thấy lo lắng hoặc thất vọng. Nếu chúng ta cố gắng liên tục và giữ vững niềm tin vào bản thân mình thì chúng ta chắc chắn sẽ thành công.